Ta phân biệt giữa hoa lăng 86 với hoa lăng 84. Hoa 86 đầu chùa với hoa lăng 84 hai thớ. Trước tiên là so sánh hai cái hoa lăng. Đó, các bạn thấy sự khác biệt giữa hai hoa lăng chưa? Cái này thì nó một thớ, nó tròn. Còn này nó hai thớ. Nó giống vậy mà nó thêm cái miếng sắt ở phía trên. Đó. Thì đây là 84, đây là 86. Đây là ở mặt trên ha. Chúng ta coi mặt dưới, mặt dưới chồng thì giống nhau. Hai thằng đây mình có thể xài chung, tháng 4, tháng 6 mình có thể xài chung được. Không, không. Ba lớn cửa ba lên bây giờ. Đó, mâm, đây là hoa lăng. Bây giờ cái mâm lửa. Cái mâm lửa thì đối với thằng 86 á, chúng ta có nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tiếp đèn. Còn thằng 84, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tiếp đèn. Nhưng mà ở đây nó có hai cái tiếp lửa. Đó. Rất lửa nó mạnh hơn. Còn hôm nay nó có một cục. Một cục bự. Cục bự hơn. Còn đây cục nhỏ hơn mà hai cục. Đó. Rồi. Bạn thấy chưa? Đây là 86. Đây là 84. Cái cục, hai cái cục kích của hai thằng nó cũng khác nhau nữa. Đó. Thằng vuông, thằng 86 thì nó tròn. Đó. Ok. Và là rồi, đó là sự khác nhau giữa 84 và 86.